Bản tin sáng 29 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 95 ca mắc COVID-19 trong nước, ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh 58 ca, Phú Yên 18 ca, Long An 8 ca, Bắc Giang 4 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Nghệ An 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Vĩnh Long 1 ca. Việt Nam hiện đã ghi nhận tổng cộng 16.136 bệnh nhân, gồm 14.358 ca ghi nhận trong nước và 1.778 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 12.788 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau. 18 ca là bệnh nhân 16.042 đến 16.049, 16.051, 16.052, 16.054, 16.055, 16.062 đến 16.067 ghi nhận tại Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 27 và 28 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 2 ca là bệnh nhân 16.050 và 16.053 ghi nhận tại Nghệ An là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 4 ca là bệnh nhân 16.056, 16.057, 16.059, 16.060 ghi nhận tại Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. 8 ca là bệnh nhân 16.058, 16.068 đến 16.074 ghi nhận tại Long An, gồm 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến chợ Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện các bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện Phổi Long An. Bệnh nhân 16.061 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh là bệnh nhân nữ, 18 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, liên quan đến chợ Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh. 3 ca là bệnh nhân 16.075 đến 16.077 ghi nhận tại Hà Tĩnh, gồm 2 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Bệnh nhân 16.078 ghi nhận tại Vĩnh Long là bệnh nhân nữ, 68 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, đang điều tra dịch tễ. 58 ca là bệnh nhân 16.079 đến 16.136 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 47 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 2 ca liên quan chợ Bình Điền, 5 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Số người cách ly 204.159, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 2.134, cách ly tập trung tại cơ sở khác 48.660. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 153.365. Tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 319 ca, lần 2 143 ca, lần 3 158 ca. Số ca tử vong 76 ca, số ca điều trị khỏi 6.519 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.